bắt đầy bớt LV băng ra, đừng dính bão lá. Băng vào đó là lăn lộn đến từ vị trí hóa, hủy diệt được Xuân Bạch, hủy diệt luôn đó là ADC. Ẩn nấp và di chuyển linh hoạt, bớt LV lần lượt tiễn các thành viên của Boss lên bàn đếm số. Một lần nữa lại là NTCG sử dụng mắt báo lên, bớt LV đã ám sát rồi, bớt LV chưa chọn được vào đó là NTCG. Daim trả lên, Daim bắn đầu hàn, bắn là khá đâu, Kuga tới, Kuga làm cho được Hoàng Tê Đê. Hoàng Tê Đê mất nhiều máu quá, nhưng đằng sau thì bớt LV đã bắt được NTCG rồi. Đó là hàn, hàn lên bảng đếm số, Quang Hải tìm ai, Quang Hải tìm vào Daim, tìm được Daim rồi. Nhưng Ray và Kuga cũng vẫn đang ra rất khỏe, hạ gục được thành công 4 người, một đấu 1, không. Vui dính lại đó là Kuga, lại là 2-2. Quang Hải thì sao? Quang Hải hạ gục thành công được Kuga. Như vậy là Boss Gaming mất 4, còn V Gaming mất 3. Trong một màn giao tranh khó nhằn, pháo từ quang của Drak trong tay Subach gỡ gạc lại lợi thế. Câu chuyện là rất khó ở thời điểm này, Khoa gặp ai cũng sẽ sắp vực mà thôi. Anh ta sắp vực được một người đó là Cây rồi, địa giam cho một người đó là Khoa. Đây là phản công của trái dựng lô của từ quang đến từ vị trí của Subach, nhưng đây là Zido băng vào thì Euphoria với liên bằng cỡ anh ta hất tung lên, bởi đó là bao lái tay lên bản xuống quá nhanh. Red bắn hạ thì cái đội Euphoria rồi xây pháo từ quang là rất đẹp cho Subach. Hạ cung speed ở phần còn sau đây, Khoa tốc biến để bỏ chạy. Khoa mất đi khá nhiều máu nhưng chưa đủ sát thương để có thể hạ gục được người chơi hỗ trợ bên phía đội tuyển Sài Gòn Phát Tôn. Dù chỉ còn một chấm máu, Zero vẫn tỏa sáng khi biến kẻ đi săn Heavy thành con mồi. Điểm hạ gục đầu tiên, những áp lực đầu tiên xuống cánh dưới Zero. Zero đã gặp phải ngay lập tức là Yena của Phương tại đây. Anh ta giật bóng quay trở về, anh ta bị dồn vào chân tường rồi. Vừa mới nói xong anh ta lên bảng. Không, anh ta chưa phải lên bảng rồi, anh ta outplay đối phương bằng một tình huống ảo chạm khá bất ngờ. Giao án đạn ba xanh của Thor lần này được Chiết áp dụng và quét sạch các thành viên TDT Esports. Khả năng ăn Seiza chớp nhoáng được, thế nên là rời hang Seiza đi một tí thôi thì chưa biết được nào mà lần đang bị tấn công rất rồi. Đó là Shady thả ra địa giam nhưng cũng đã né được đến các thành viên phía Heavy rồi. Judas bật lên chiến tân, dí vào xa, nhưng xa đã tốc biến đi, bắn cho mình đó là chiêu cuối để khiến cho Judas không thể tiến lên. Nhưng đã xanh quá đau lên từ Chiết, lại bọc sau bắt chủ lực, nhưng mới chỉ là cái giao án đến từ Thor thôi. Chiết vẫn đang được chơi, Chiết vẫn thả diều được và thôi rồi TDT Esports ơi. Đó là quad kill của xa thủ bên phía Heavy, quét sạch các thành viên TDT và cũng đẩy TDT Esports ra khỏi top 4 luôn với chiến thắng 3-1 này. Cú bắn với viên đạn xanh tinh mạnh đến từ vị trí chiến. Cú lăn lông lốc của Han xoáy đẹp vào vị trí hiểm giúp V Gaming thành công phản giao tranh. Tình huống 5-4 đến từ Flash là đã thất bại rồi. Trong đó đường giữa này bớt LV băng ra, bị dính bão lá. Băng vào đó là lăn lông lốc đến từ vị trí hóa, hủy diệt được Xuân Bạch, hủy diệt luôn đó là ADC. Liên tiếp là những điểm hạ gục dành cho V Gaming, bấm cầu băng sương đó là Euphoria. Tạm thời sống được nhưng pha phản công này đến từ V Gaming là quá hay. Họ có được cho mình điểm hạ gục thứ 8 và có thể sẽ là một đường siêu cấp của team Flash. Đón xem đấu trường danh vọng mùa đông 2022, thể thao cho thế hệ mới trên các kênh sóng của Lego Mobile Việt Nam để theo dõi các pha sinh top play đẳng cấp nhất. Đấu trường danh vọng, thể thao cho thế hệ mới. Like ngay fanpage Cao Thủ Liên Quân và subscribe kênh YouTube Lego Mobile Esports Arena để cập nhật những thông tin thể thao cho thế hệ mới.